Sa thú lành thay kính tri ân cô tu nữ như pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân bà con chúng ta cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bộ môn Pháp Cú với câu kệ số 195. Chúng tôi xin được đọc qua cái câu kệ này 2 lần. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Pucharahe Pucayato. Pucharahe Pucayato. Đoạn thứ hai: Butthe Yadiwa Sawake. Butthe Yadiwa Sawake. Đoạn thứ ba: Papanchasamatthikkante. Papanchasamatthikkante. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Tinnaso kaparittawe. Tinnaso kaparittawe. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên pucharahe, đây là một hợp từ chúng ta tách ra, pucha cộng với là arahe, araha. Araha. Araha mà chia theo đối cách số nhiều thành ra nó có cái hình thức là e. Số ít là ăn, số nhiều là e. Pucha là sự cúng dường hay là việc cúng dường. Còn araha, araha mà mình dịch nghĩa âm đó, araha là arahan. Nhưng mà dịch nghĩa đó thì chữ araha nó có rất là nhiều. Ở đây lấy cái nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng hay là ưng cúng. Ứng cúng hay là ưng cúng là từ tiếng Hán, mình dịch ra tiếng Việt đó là xứng đáng. Vậy thì cái hợp từ pucharahe là xứng đáng cúng dường. Rồi từ thứ hai pucayato. Pucayato là pucayanta. Đây là một cái hiện tại phân từ. Pucayanta mà chia theo cách thứ tư hoặc là thứ sáu. Thứ tư, thứ sáu nó giống nhau xin lưu ý. Thành ra nó có cái hình thức là pucayato. Thì ở đây mình lấy là cách thứ tư. Thứ tư là túc từ gián tiếp. Thì pucayanta. Ở đây mình dịch là người ha. Người cúng dường. Thì cách thứ tư đó là mình dịch là đối với người cúng dường. Đối với người cúng dường. Rồi, đoạn thứ hai chúng ta thấy có 4 từ. Từ đầu tiên Buddha, Buddha là Buddha chia theo đối cách số nhiều. Buddha mình dịch đó là, dịch âm đó là Phật. Mà dịch nghĩa đó là giác giả, người giác ngộ. Thì ở đây chúng ta đã quen dịch Phật rồi, thành ra chúng ta dịch là Phật. Buddha số nhiều, thành ra mình dịch có nhiều là chư Phật. Còn từ thứ hai, hai cái từ này đi chung, Yadiwa.
giá đi qua nó trở thành là một cái cụm, gần như là một cái cụm trạng từ vậy đó. À, nó có nghĩa là như là, đó là. À, từ cuối cùng sa quá kê là sa quá tá, chia theo đôi cách số nhiều. À, sa quá tá mình dịch là thinh văn. À, thì sa quá kê là chưa thinh văn. À, đến đoạn thứ ba. À, chứ chư là số nhiều, xin thưa quý vị. Đoạn thứ ba của câu kệ chúng ta thấy chỉ có một từ, nhưng mà đây là một hợp từ. À, một hợp từ chúng ta tách ra. Pa panh cha cộng với là samatik kanta. Pa panh cha, ngài hòa thượng Minh Châu ngài dịch là hí luận. À, nhưng mà xin thưa quý vị, Papancha này không phải nghĩa là hí luận, mà Papancha ở đây đó có nghĩa là sự ngăn trở, sự trở ngại, sự cản trở. À, thì ở trong chú giải mới giải thích là tham là sự cản trở, à, tà kiến là sự cản trở, ngã mạn là sự cản trở. À, vậy thì tham, tà kiến, ngã mạn không thể là hí luận được. À, do đó đó cái chữ papancha ở đây đó dịch là sự ngăn trở, cản trở, trở ngại. Rồi samatikkanta. À, samatikkanta là samatikkanta. À, chia theo đối cách, cách thứ hai là số nhiều. Samatikkanta đây là một cái charan, một danh động từ có nghĩa là một danh động từ, nó từ một cái quá khứ phân từ đó, xin thưa quý vị ha, thành ra mình dịch cái nghĩa đó là ở quá khứ ha. Là đã được vượt qua. Ở đây mình lấy theo nghĩa thụ động vì đi với cái cụm từ papancha đó ha, tức là sự cản trở đã được vượt qua. Hay là mình nếu mà mình dịch theo cái kiểu năng động đó là đã vượt qua ha, sự trở ngại hay là sự cản trở. Còn mà mình dịch theo cái nghĩa thụ động đó thì là sự cản trở, sự trở ngại đã được vượt qua. À, thành ra samatikkanta mình dịch đó là đã được vượt qua hay là đã vượt qua. Rồi đến đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư này chúng ta thấy cũng chỉ có một từ ha, nhưng mà đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Tin cộng với là xô cá cộng với là Paris đã quê, Paris đã quá. Paris đã quá chia theo đối cách. À, đối cách là cách thứ hai, thành ra có cái hình thức chúng ta thấy là E. Cách thứ hai số nhiều. À, tin ná là một cái quá khứ phân từ có nghĩa là này nó có cái nghĩa là đi ngang qua nè, đi đến cuối cùng. Mà mình lấy cái nghĩa gọn đó thì là đã được vượt qua, giống như là samatikkanta vậy. Từ thứ hai xô cá. Xô cá là sự sâu, sự sâu muộn. Rồi từ cuối cùng Paris đã quê, Paris đã quê có nghĩa là Paris đã quá, có nghĩa là bi lụy, sầu bi á, xin lỗi. Sầu bi cũng được vượt qua.
Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Pujayato đối với người cúng dường, Pujarahe đến các bậc xứng đáng cúng dường. Yadiwa như là Buddha, chư Phật, Savake, chư Thanh Văn. Đó thì chư Phật, chư Thanh Văn, cái chư Phật, chư Thanh Văn bây giờ mới được định nghĩa nè. Pa-pa-ng-cha Samatik Kante định nghĩa ha, cái thành ra đây mình cái đoạn này nè, mình phải đây là chỉ cái đức tính cho chỉ cái đức tính của chư Phật và chư Thánh Văn đó, thành ra mình có thể dịch cái này là người ha. Pa-pa-ng-cha Samatik Kante là những người đã vượt qua sự trở ngại. Tinasu Kaparit Dawe là những người đã vượt qua, mà vượt qua đây mình dịch là không còn, không còn sầu và bi lụy. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 195. Kính tri ân cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chúng ta cùng hiểu được ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 195. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Avivadhemi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakka Sangho Sanghang Namami Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Quốc Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thiếu rồi cô Như, cô Như Pháp rồi. À, đối với người cúng dường đến các bậc xứng đáng cúng dường như là chư Phật, như là chư Phật và chư Thanh Văn. Rồi cái mình phải cái là những người đã vượt qua những trở ngại và không còn sầu bi. Sầu bi hôm nay chúng ta học câu kệ Pháp Cú số 195. Câu kệ này cùng với câu kệ số 196, hai câu kệ này có cùng một duyên sự.
được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài đang đi du hành. Nói là du hành cho mà nếu như như trong cái duyên sự này đó, thì cái duyên sự này nó trùng khớp với các cái chi tiết được đề cập ở trong bài kinh Đại Viên Tịch đó. Thì mình hiểu đó, đây đây là cái giai đoạn cuối đời của Đức Thế Tôn, là Ngài đang trên đường đi về Kusinara, Kusinara, và về đến đó đó thì Ngài viên tịch ở đó, đó. Thì đó là cái nơi để Đức Thế Tôn Ngài thuyết hai cái câu kệ này, có nghĩa đó là Ngài thuyết hai cái câu kệ này ở trên đường đi, chứ Ngài không có thuyết ở trong một cái tự viện nào cả. Và cái duyên sự để Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên hai cái câu kệ này đó là liên quan đến bảo tháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Kassapa, Kassapa. Đó là lúc đó đó Đức Thế Tôn cùng với rất là đông chư tỳ kheo đi du hành. Ngài rời khỏi thành Sawatthi để đi về Varanasi. Tuần tự du hành vậy đó thì Ngài đi đến các cái ngôi làng giữa đường nè, rồi Ngài lại ở đó. Và cứ thế mà Ngài đi 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 mãi vậy. Thì trên đường đi đó có một cái nàng đã có một cái bảo tháp được xây dựng lên để thờ xá lợi của Phật Kassapa. Mà chúng ta biết thì Phật Kassapa cho đến thời Phật Gautama thì nó rất là lâu, rất là dài. Thành ra đó là cái bảo tháp đó thì theo quý vị nó còn nguyên nga đồ sổ không, hay là nó đã vô thường theo thời gian? Xin thưa, nó vô thường theo thời gian. Thành thử ra nói là bảo tháp thay thờ xá lợi Phật Kassapa vậy đó. Nhưng mà kỳ thật ra thì chúng ta hiểu bây giờ đó nó còn lại giống như là một cái ngôi miếu, cái ngôi miếu vậy thôi. Đó thì lúc bấy giờ đó có một cái ông Bà La Môn, ông đang cày làm ruộng gần đó đó. Cái Đức Thế Tôn Ngài mới biểu Tôn giả Ananda đi kêu cái ông Bà La Môn đó tới để nói chuyện. Thì cái ông Bà La Môn đó ổng đến đó. Ổng không có đảnh lễ Đức Thế Tôn mà ổng lại đảnh lễ cái ngôi đền đó. Thì lúc đó đó Đức Thế Tôn Ngài mới hỏi nơi này Bà La Môn, ngươi nghĩ rằng nơi này là nơi nào? Nơi này là nơi nào? Tức là Đức Thế Tôn Ngài hỏi cái ngôi đền đó đó. Thì công Bà La Môn đó ông mới trả lời, thưa Ngài Sa Môn Gotama, tôi đảnh lễ cái ngôi đền này đó vì nghĩ rằng đây là cái bảo tháp theo tục lệ của chúng tôi. Thì Đức Thế Tôn mới khiến cho cái tâm của ông Bà La Môn đó quan hỷ nhiều hơn. Thành ra Ngài mới nói, Ngài nói làm hay nè ông Bà La Môn, ngươi đảnh lễ nơi này đó là tốt đẹp lắm. Cái chư tỳ kheo nghe vậy mới khởi lên cái hoài nghi, nghĩ rằng vì cái lẽ gì mà Đức Thế Tôn này làm cho cái ông Bà La Môn này cũng quan hỷ như vậy. Cái để diệt trừ cái hoài nghi đó của chư tăng thì Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết lên nhiều bài kinh. Ở trong đó có cái bài kinh gọi là kinh Khatikarasuta. Bài kinh này được ghi lại ở trong Trung Bộ Kinh đó. Xong rồi đó cái Ngài mới dùng thần thông
Ngài quá hiện lại cái bảo tháp vàng của Đức Phật Kassapa mà cao đến một giao thông. Và cái bảo tháp này lơ lửng ở giữa hư không. Đại chúng thấy vậy đó thì rất là hoan hỷ và rất là có cái niềm tin đối với Phật. Lúc đó đó Ngài mới giảng Bà La Môn, Ngài nói niệm Bà La Môn, sự cúng dường đến bậc đáng cúng dường loại bảo tháp như thế này nè, thì rất là xứng đáng. Nói vậy xong cái Ngài mới giải thích về những người xứng đáng được xây tháp để mà thờ. Ngài mới dạy cho biết đó là có bốn hạng người sau khi viên tịch xứng đáng được xây tháp để thờ. Thứ nhất là Phật Chánh Đẳng Giác, thứ hai là Phật Độc Giác, thứ ba là Chư Thinh Văn đệ tử của Phật Chánh Đẳng Giác, và thứ tư là Vua Chuyển Luân Vương. Đây là bốn hạng người sau khi thân bại mạng chung hay là sau khi viên tịch xứng đáng được xây tháp để thờ. Và rồi đối với chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác đó, thì còn chia ra làm ba loại bảo tháp để thờ nữa. Thứ nhất đó là bảo tháp thờ xá lợi của Ngài nè. Thứ hai đó là bảo tháp thờ các cái chi phần của Ngài, như là thờ như là bảo tháp thờ tóc nè, răng nè, xương vai nè. Đây là các cái chi phần. Thứ ba đó là bảo tháp thờ các cái vật dụng của Ngài, như là y phục của Ngài nè, bát của Ngài sử dụng nè. Đây là đối với bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì có ba loại bảo tháp để thờ vậy đó. Ngài giải thích hết vậy xong, cái bắt đầu Ngài mới thuyết lên một loạt hai câu kệ mà hôm nay chúng ta học câu kệ đầu. Đức Thế Tôn Ngài thuyết: Pu cha ra he pu cha ya to bút thê ya di wa sa wa ke pa pành cha samatik can te tin na so ka pa rip da we. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Và đồng thời được Ngài Hòa Thượng Giới Đức dịch là: xứng thay bậc đáng cúng dường, Thế Tôn môn đệ các hàng thính văn, quý Ngài an tĩnh lục căn, qua hí luận tham sân não phiền, vô vi vô úy tịch nhiên, cũng dường như vậy vô biên phước màu. Ngài Hòa Thượng Giới Đức Ngài dịch gom cả hai câu là câu 195 và câu 196, đồng thời có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Rồi qua cái sự gợi mở gợi ý ở duyên sự đó, thì đây là những cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật Ngài dạy. Vậy thì xin thưa quý vị, câu kệ này Đức Thế Tôn này dạy cho chúng ta điều gì? Câu kệ này đó chúng ta học được mà đối tượng xứng đáng được cúng dường, và thứ hai đó là cái cách cúng dường đến các đối tượng đó như thế nào. Thứ hai đó là tại sao các cái đối tượng đó là đối tượng xứng đáng được cúng dường, và thứ ba đó là cái cách cúng dường đến các đối tượng đó như thế nào. Đó là ba ý vậy đó. Chỉ tìm hiểu ba ý vậy đó thì là chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này. Vậy thì ở đây cái câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài dạy cho chúng ta đó, đối tượng xứng đáng được cúng dường là ai, xin thú vị?
Pujarahe Pujayato là cúng dường đến người ha, đáng được cúng dường. À, thì người đáng được cúng dường ở đây đó, ngài mới dạy đó là gì? Dạ đi quá Như là Bút-thê, chư Phật, Sa-wa-kê, chư Thanh Văn. À, chư Phật, chư Thanh Văn tức là Thánh Thanh Văn đệ tử của Phật đó. À, cùng với ngài, đây là những đối tượng xứng đáng được cúng dường. Vậy thì tại sao đây là những đối tượng được xứng đáng cúng dường? À, thì ngài mới giải thích cho mình biết ha. Pañca Samatthikkhante, là những người đã vượt qua sự trở ngại cản trở. À, thì sự trở ngại cản trở ở trong chú giải mới giải thích đó. À, sự trở ngại cản trở ở đây đó là tham lam nè, tà kiến nè, ngã mạn. Những ai mà không còn tham lam, không còn tà kiến, không còn ngã mạn, thì những người đó được gọi là Pujarahe, là đối tượng xứng đáng cúng dường. À, rồi nè, đối tượng xứng đáng được cúng dường đó còn là người có đức tính hay là có pháp tính. Tinh na so ka so rip đa quê, là người không còn sầu bi. Mà sầu bi là gì xin thưa quý vị? Là sự hiện bày của sân, sự hiện bày của tâm sân. Muốn mà không có được thì thành ra dẫn đến đó là sầu. Rồi mà cái sầu mà đạt đến cực độ đó thì bị lụy, có thể đó nguyên sinh. Tức là sầu mà đạt đến ở cái chỗ đó ha, đi vào cái ngõ cùng không còn lối thoát. Và lúc đó đó cái cách giải quyết để khỏi cái tình trạng đó đó là nguyên sinh. Dạ là nguyên sinh. Thì đây là mặt trái của lòng tham. Thành ra là gì? Đối tượng xứng đáng được cúng dường ở đây đó là những ai nè không còn tham lam, không còn sân hận. Mình nói gọn là vậy. Vậy thì tại sao chúng ta hiểu ha, tại sao người không còn tham lam, không còn sân hận đó thì là người xứng đáng được cúng dường. Chúng tôi đưa ra một cái ví dụ vậy xin thú vị ha, rồi sau đó giải thích sau nữa. Khi mà mình đi làm công á, đi làm công nhân đi, dạ làm công nhân, mỗi ngày mình làm 8 tiếng đồng hồ, vô công ty làm 8 tiếng đồng hồ, cuối tháng mình lãnh lương ví dụ như 10 triệu đi. Đó, mình không có nghỉ ngày nào hết á, thì theo quý vị đó ha, cuối tháng 10 triệu đó đó, mình 10 triệu mà mình lãnh đó đó, thì có phải đó đó là số tiền xứng đáng cho mình hay không? Xin thú vị xứng đáng bởi sao à? Mình đã bỏ công ra mình làm vậy mà. Tức có nghĩa là gì? Mình đã hoàn thành cái bổn phận phận sự, mình đã làm xong cái công việc của mình, thì thành ra là gì? Cuối tháng mình mới được hưởng lợi chứ. Dạ, mình phải được hưởng lợi lợi. Vậy thì ở đây nè, bậc xứng đáng được cúng dường là người không còn tham lam, không còn sân hận. Tức có nghĩa là sao? Là người này nè, việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã được đặt xuống, sau đời sống này không còn trở lại trạng thái này nữa. Đó, cái công việc của ta ta làm xong rồi, thành thử ra là gì? Giờ ta xứng đáng được hưởng những cái gì người ta tới hưởng được. Đó là gì? Rằng ta đã làm xong công chuyện rồi, ta đã là làm xong công việc rồi, thì mình hiểu giống như kiểu đó là mình đi làm công nhân, mình làm xong việc của mình rồi, thì bây giờ mình phải được hưởng lợi. Mình hiểu là như vậy đó. Vậy thì cái công việc ở đây mà các chị này làm là gì xin thú gì? Là đoạn lậu. Người tu có một cái công việc mình phải làm mãi mãi. Người tu ở đây đó
Chúng tôi đang nói đó, không phải là cạo đầu đắc y, mà người tu ở đây đó là người tâm có tu tập. Chúng ta hiểu Đức Thế Tôn ngày dạy người tu có bốn 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 hạng hay sao gì ha. Một là hình thức có tu và tâm có tu. Thứ hai là hình thức không tu và tâm không tu. Thứ ba là hình thức có tu nhưng tâm không có tu. Thứ tư đó là hình thức không có tu nhưng mà tâm có tu. Thì trong bốn hạng này nè, Đức Thế Tôn ngày tán thán cái hạng là hình thức có tu, tâm cũng có tu. Nếu không đạt được cái hạng này đó thì phải là cái hạng tâm có tu. Chứ còn mà hình thức có tu thì hình thức có tu mà tâm không có tu đó, sư tu gì ngày cũng ngày chê, ngày không tán thán. Vậy thì cái hạng mà hình thức có tu mà tâm cũng có tu, đó là chư Phật và chư thinh văn đệ tử của ngài. Rồi đến những ai đó ha, mà đi trên cái con đường để trở thành chư thánh văn đó, thì người đó phải là người tâm có tu tập, dầu cho hình thức có tu hay là không có tu cũng được, nhưng mà tâm phải có tu tập. Tâm phải có tu tập. Vậy thì khi nào mà tâm có tu tập, đã tu tập, đang tu tập, sẽ tu tập, thì có nghĩa rằng là người đó đang làm công việc đoạn lậu. Và làm công việc đoạn lậu, và khi mà mình làm cái công việc đoạn lậu vậy đó ha, thì mình được hưởng lương. Và hưởng lương đó xem như là gì? Là về vốn. Vì mình có làm việc cho nên đó là gì? Mình có hưởng lương. Nhưng nếu nè ha, mình mà không có làm việc mà mình lại hưởng lương đó, thì lúc bây giờ là vay vay nợ. Quý vị có đồng ý vậy mà, có nhận ra ở cái điểm này mà. Thành ra là gì? Mình ha có thu thúc lục căn nè ha, sống có chánh niệm nè, có tỉnh thức nè, thọ dụng có quán tưởng nè, thì tức là ngay khi đó đó mình đang làm cái công việc đoạn lậu, thì thành ra là gì? Người ta cúng dường mình tứ vật dụng, thì tối thiểu đó là cũng ngang vốn. Hoặc là người mà không không có cái hình thức tu tập đó, ai họ cho mình cái gì đó, họ biếu mình cái gì, họ tặng mình cái gì đó đó, thì khi đó đó xem như mình cũng họ nhận ngang ngang vốn, ngang vốn. Và cái công việc đoạn lậu này nè, xin thưa quý vị, là một công việc trường kỳ kháng chiến cho đến khi nào đó vô dư y niết bàn thì thôi. Việc này làm hoài hoài luôn đó, xin thưa quý vị, làm hoài luôn đó. Và làm cho đến khi nào ha, mà không còn lậu hoặc nữa đó, thì lúc bấy giờ người đó đó ha, dõng dạc tuyên bố việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã được đặt xuống, sau đời sống này không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì người ha, mà dõng dạc tuyên bố vậy đó thì chỉ có chư Phật. Và mình nói gọn đó là chư Phật. Thì chư Phật ở đây ra là gì? Là chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và chư Phật thinh văn. Thì mới dõng dạc tuyên bố vậy. Như vậy thì chúng ta hiểu ha, chư Phật nè và chư thinh văn đệ tử của ngài là những đối tượng xứng đáng được cúng dường, hay là xứng đáng thọ nhận cái sự cúng dường. Vậy thì những cái người mà đang đi trên con đường để trở thành sáu cá đó, thì họ có xứng đáng không sư tú gì không? Chưa ha, chưa đâu ha. Là vì sao? Họ vẫn đang làm việc, và họ vẫn đang làm việc, và đang làm việc thì hưởng lương thôi. Rồi có đôi khi là gì? Hưởng lương xứng đáng, nhưng mà đó có đôi khi đó hưởng lương mắc nợ. Hưởng lương mắc nợ, tức có nghĩa là gì? Khi nào đó mà có tu tập đó, tâm có tu tập đó, tức là có thu thúc lục căn, sống có chánh niệm nè, có tỉnh thức nè, thọ dụng có quán tướng nè, vân vân đó, thì ngay khi đó đó là thọ dụng về vốn. Còn nhưng mà khi nào dễ vui đó, thọ dụng không có quán tưởng nè,
rồi cũng Quát Tháo cũng chê bai nè, khi gặp nghịch cảnh chướng duyên nè, hoặc là gì, khi mà cái tôi cái ta nó phát triển mạnh quá đó, đó cái quên đi, lơ đễnh đi, tức là dễ vui nó xen vô đó, thì ngay khi đó mà thọ nhẫn hay là thọ dụng thì là vay nợ. Đó là vay nợ. Thành ra đó là gì, người đang tu tập, đang đi trên con đường để trở thành xa hoa cá thì chưa được gọi là xứng đáng thọ nhận. Rồi chúng ta đã hiểu cái đối tượng xứng đáng được cúng dường. Tại làm sao xứng đáng được cúng dường vậy? Thì bây giờ nè, chúng ta tìm hiểu qua cái vấn đề thứ ba là cách cúng dường đến các cái đối tượng đó là như thế nào. Thì cúng dường đây có hai. Một là gì ạ? Amisapuja là cúng dường vật chất. Các cái đối tượng đó thì họ cũng cần có cái ăn nè, có cái mặc nè, có chỗ ở nè, thuốc trị bệnh. Chư Phật cũng phải ăn mới tồn tại được xin thú vị. Chư Phật cũng phải có y phục mặc để che lõa lỗ. Chư Phật cũng có trú, cần có trú xứ để che mưa che nắng. Chư Phật khi thọ bệnh thì cũng cần thuốc men. Chư Thinh Văn đệ tử của ngài cũng vậy. Thành ra đó là cách cúng dường đầu tiên đó là cúng dường vật chất. Vậy thì cúng dường vật chất, vật chất này ha, mà được gọi là cúng dường, thì khi ha, mình cúng dường các cái vật chất này đến quý ngài đó, thì lúc đó, thân khẩu ý hành có sự cung kính. Các cái vật cúng dường đó cũng có cái sự lựa chọn, thì lúc đó, đó mới được gọi là cúng dường. Chứ còn như kiểu đó là mình cho người ta ăn hết rồi mình đem cho nè, đồ xài mà nó gần hết đáp rồi đó, cái mình mới đem mình cho nè, thì cái đó, đó không được gọi là cúng dường, mà cái đó mang tính cách như là bố thí giúp đỡ. Tăng ca quá xê nó đà nè, bố thí giúp đỡ. Còn bố thí cúng dường đó là vật phải được lựa chọn nè, rồi khi mà cúng dường đó cũng phải có thân cung kính, khẩu cung kính, ý cung kính gì, thì cái đó mới được gọi là cúng dường. Rồi cúng dường thứ hai đó là pati puja, là cúng dường cách thực hành. Cúng dường cách thực hành là sao ạ? Cúng dường cách thực hành đó ở đây này, ha, chúng ta nhớ ở trong bài kinh đại viên tịch đó. Lúc Đức Thế Tôn ngài gần viên tịch rồi đó, ngài đến hai cây sa la, trải tăng giả lê ra rồi ngài nằm xuống đó, thì bấy giờ nè ha, cái cây sa la đó nó trổ sái mùa, những cái bông hoa đó nó rải rơi xuống khắp nơi ở xung quanh ngài, rồi trên cơ thể của ngài giống như là một cái sự cúng dường đến ngài. Thì lúc bấy giờ đó, ngoài hoa sa la đó thì còn các cái loại hoa từ ở trên trời rơi xuống nè, rồi là gì, các cái hương thơm cũng từ trên trời rơi xuống nè, rồi là nhạc của trời trỗi dậy nè, để cúng dường đến ngài, để cúng dường đến ngài. Thì lúc bấy giờ đó Đức Thế Tôn ngài mới nói với tôn giả Ananda, ngài nói các cái cây sa la này ha, rồi kia gì đó, qua trên trời rơi xuống tiếng nhạc này kia kia nọ đó, vang khắp nơi đó đó là để cúng dường Như Lai đó. Nhưng mà này nó đang như vậy đó, không phải là kính trọng nè, là tôn sùng nè, là đảnh lễ nè, là cúng dường nè, hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nào thành tựu chánh pháp mà, và tùy pháp, sống chơn chánh trong chánh pháp, hành trì
đúng chánh pháp. Thời người ấy kính tôn sùng lễ cúng dường Như Lai với sự cúng dường cao thượng. Đó, cúng dường cách thực hành là vậy đó, xin thưa quý vị, là thực hành đúng theo những cái gì mà Đức Phật ngài đã dạy. À, ngài dạy cho mình là gì? Sống có chánh niệm, có tỉnh thức, mình đang cố gắng sống có chánh niệm, có tỉnh thức. Ngài dạy mình sống đừng có phát triển, làm tăng trưởng cái tục trần, tức là đừng có làm cho mình gì phải tử rồi sanh, rồi phải sanh rồi tử, rồi phải tử rồi sanh liên tục, mà phải hướng đến ở cái chỗ là gì? Sau đời sống này không còn trở lại trạng thái này nữa. À, ngày dạy vậy mình sống theo vậy. À, mà muốn vậy đó thì mình phải tập đi từ từ, là bố thí nè, rồi là trì giới nè. À, đây là những cái pháp thấp thấp căn bản, làm cho nó quen xong cái bắt đầu mới dẫn đến là gì? Tu tiên. À, từ bỏ ác nè, làm thiện, rồi là cáo dồi cái tâm của mình cho nó được trong sạch. Ngày dạy vậy mình sống y chang vậy đó, giống vậy đó, đó thì được gọi là cúng dường cách thực hành. Dạ. À, thì xin thưa quý vị, cái câu kệ này nó nối tiếp với một câu kệ đằng sau nữa, là câu kệ số 196. À, thì xem như cái câu kệ này chúng ta chỉ học có 3 phần vậy thôi. À, thứ nhất đó là đối tượng xứng đáng được cúng dường là ai? À, tại sao họ là xứng đáng cúng dường? Thứ ba, cách cúng dường như thế nào? Đến câu kệ số 196 đó, thì cái câu kệ này trình bày dạy cho chúng ta biết về cái kết quả lợi ích từ cái việc cúng dường này. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài câu kệ pháp cú số 195 tại đây. Ngày mai mời quý vị vào room để học cái phần còn lại, tức là học câu kệ số 196. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo của thời giảng pháp này xin được chia điều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng tiến hóa trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thị thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến thường tọa minh hạnh. Và chúng con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và chúng con kính thỉnh dâng mít đến thượng tọa minh hạnh. Bồ Tát Sư Bà Mang Ca Lăng Rắc Hành Thu Sáp Bề Đề Quá Ta Sáp Bà Bồ Tát Nè Phá Quê Na Sa Đa Sa Ti Phụ Quân Tư Tê. Bồ Tát Sư Bà Mang Ca Lăng Rắc Hành Thu Sáp Bề Đề Quá Ta Sáp Bà Hàm Ma Nè Phá Quê Na Sa Đa Sa Ti Phụ Quân Tư Tê. Bồ Tát Sư Bà Mang Ca Lăng Rắc Hành Thu Sáp Bề Sang Kha Nè Phá Quê Na Sa Đa Sa Ti Phụ Quân Tư Tê. Tất cả hạnh phúc an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng khéo sự thịnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý